Yeah, I expected Carol here, but she didn't work. Fosse o sapo, né? Pra tirar a foto dela com o sapo, né? Tudo bem. Aqui, ó, pra você, ó. So, yeah, it's okay. Oi, pai. É isso aí. Vamos. Mas tem que tirar o retrato. Ei, Sérgio, deixa eu botar o bolo aí no estádio. Ai, meu Deus, sapo, sabia? Trời, nó vô nó lấy hết ớt rồi. Bà nội trang trí sinh nhật cho Natalia nè cả nhà. So, sorry, now she'll carry all the stuff in that one. Đây cả nhà. Ít con ớt. Ơi bà nội làm đẹp không cả nhà? Đó. Đẹp không? Đây Natalia. Era Natalia, pega ali os enfeites. Did you ask pizza? Did you ask pizza? Parabéns pra Natalia. Oh, aniversário de Sashimi. Tá fazendo, mas não é seu, essa hora que nem fala, Natalia, já tô fazendo. Đó bà nội đang làm cả nhà, trang trí bánh sinh nhật. Ela pegou. Bota o sapo lá, foi muito boa. Bota o sapinho lá, bota esse sapo. Mosquito mordeu ela. 3 anos, meu bebê. 3 anos, filha. É, 3 anos. Bota o sapinho. Bota o sapinho. 3 anos da mãe, você vai fazer a chave. Olha o sapo. É, daí. Aqui. Olha o sapo. Olha o sapo. Đây cái aqui, presente. Ah, obrigada Maria. Aqui. Đó, đây là é o presente dela. Muito obrigada. É cô giúp việc cho é cho em bé. Cho em bé quà. Vai mostrar essa roça da minha casa. Papai tirando foto. Vai lá com o papai. Vai. Tá aqui, ó. Sapinho. Sapinho. Ei, bota ela no colo. Bota ela no colo. Vai no colo, no colo. Ei, vou tirar foto. Chapinho, Fátima. Onde vocês pediram? Vou pedir mais um. Eu não sei, ele que pediu. Você tem pedido o Bip Vip. Qual o telefone você pode me passar? Aqui, aqui, ó, Natália, parabéns pra você. Essa vai cair. Pede que você gosta, André. Leve esse sapo, vê se esse sapo. Gosta? É. Vem cá. 1, 2, 3 e já! Olha com a vovó, vai com a vovó. 1, 2, 3 e já! Easy! Ai, neném! Meu Deus! Quanto neném! Mais, quanto sapo, meu Deus! Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đang đến với kênh Natalia Family Cuộc Sống Brazil. Thì hôm nay là sinh nhật của Natalia nha cả nhà, là ngày 30 tháng 10. Đó là Natalia hôm nay là tròn 3 tuổi. Thì là năm ngoái là mình có tổ chức tiệc, có mời bạn bè người thân, mà năm nay là mình không có làm nữa. Và bà nội bé là muốn làm cái sinh nhật cho bé, nên là bây giờ là mình kéo qua đây là bà nội đã chuẩn bị hết trơn rồi. À, đó là hôm nay là bà nội bé là làm cái sinh nhật cho bé luôn. Đó, mình đến giờ cái mình tới vô dụng vậy. Đến giờ là mình tới thôi, bà nội chuẩn bị hết. Là cái chủ đề hôm nay của Natalia là cái chủ đề về Natalia không có tao con ếch cả nhà. Đó. Vâng, thì Natalia rất là thích ếch luôn đó, nên là bà nội là làm cái gì cũng liên quan đến ếch hết. Đó. Não, Natalia, ela pegou. Não, from the other one. She will, but she will. Không, Natalia không có lấy ếch nữa. Trời ơi, nó nhổ hết ếch rồi, công sức bà nội trang trí này cả nhà, nó nhổ hết ếch rồi, giờ nó đang me cái con ếch ở khúc giữa này nữa nè.
À, cái bánh đơn giản mà nhìn xinh ha. Đó. Nó đòi nhổ con ếch này luôn cả nhà, không được. Đây cả nhà, bánh pizza chay. Tại chồng mình với bạn ảnh là ăn chay. Deixar esses dois pastéis aqui para a Larissa. Pegar um de cada que pode ficar na tela. Chegou a pedir outro? Tá vendo, né? Pegou aqui dessa aqui mesmo? Đó, mình đặt bánh pizza chay á. Vì chồng mình ăn chay với lại bạn anh ăn chay á. Nói chung là bánh chay thì dễ hơn, ai cũng ăn được. Là thường sẽ có phô mai nè, mấy cái lá này nè, rồi cái gì bắp. Todas três são vegetarianas? Essa aqui é. É com carne também, né? Đây cả nhà, thì sẵn hôm nay là mình sẽ giải thích là cái cách làm sinh nhật ở bên Brazil nha cả nhà. Đó, thường là sinh nhật ở bên đây là ưu tiên là phải có bánh. Đó, là phải có bánh sinh nhật trước. Bánh sinh nhật thì thường là sẽ theo cái chủ đề, ví dụ của Natalia là tên Natalia và em bé thích con ếch á, thì là mình đặt bánh con ếch cho em bé. Rồi tiếp theo là sẽ có những cái này là cả nhà, trang trí bằng bánh ngọt nè. Bánh ngọt theo chủ đề luôn thì sẽ đặt là màu xanh. Bánh ngọt rồi này là giống như là sô-cô-la nè. Rồi bánh luôn, nói chung là tất cả là sẽ trang trí bằng đồ ngọt hết cả nhà. Đó, rồi cái này thì trang trí thêm cho đẹp. Và sẽ có quà. Những cái phần quà này là để mình cho khách mang về. Mình trang trí xong rồi hồi mình cho khách mang về. Rồi những cái bánh ngọt này cả nhà, là thường là hồi nữa là mình sẽ mời khách ăn luôn. Mà hôm nay á, là nhà mình thì thật ra là không có khách, chỉ có là mình với ông bà nội thôi, cô giúp việc với là một người bạn rất là thân của chồng thôi, và em gái bên nhà chồng đó, thì nên là mình không có làm tiệc, thành ra mình cũng không có mời bạn bè gì nhiều đó. Nhưng mà cái cách tổ chức cái bàn trang trí sinh nhật như thế này tức là rất là truyền thống ở Brazil nha cả nhà. Đó là phải ưu tiên có bánh rồi trang trí bằng đồ ngọt. Chút nữa là ví dụ như là có khách đó, thì tất cả mọi người đều được ăn bánh hết cả nhà. Bên mình thì nhiều khi sinh nhật thì mình tới là mình có thể là tặng quà hoặc là mình đưa phong bì lì xì gì đó, nhưng mà ở Brazil đó, là sinh nhật mọi độ tuổi luôn là không bao giờ mà tặng phong bì nha cả nhà. Bắt buộc là không bắt buộc, nhưng mà kiểu như là thay vì tặng tiền lì xì đó, là phải là tặng quà. Bởi vì ở Brazil người ta nói là nếu mà tặng tiền thì kiểu như là mình không có quan tâm gì đến người được tặng hết, mà không có ai tặng tiền hết, thường là họ sẽ tặng quà. Quà tức là mình quan tâm tới người đó, là mình phải mất thời gian đi chọn lựa quà, nghĩa là nó giá trị hơn. Nhưng mà mình nghĩ thì cũng đúng, bởi vì là khi mình tặng quà, cái lúc mà mình mở quà thì nó vui hơn cả nhà. Và đặc biệt là trẻ con thì nên tặng quà, bởi vì là tặng tiền thì em bé đâu có xài được đó, nhưng mà tặng quà là em bé được mở quà là em bé sẽ rất là thích, và em bé biết là à đó là cái ngày đặc biệt, là cái sinh nhật của mình thì sẽ có quà đó. Nên mình nghĩ như vậy thì cũng hợp lý, tặng quà nó vui. Tặng tiền thì đôi khi là mình còn suy nghĩ nhiều ít, nhưng mà mình tặng quà thì nó vui vẻ hơn đó. Quà thì mở ra thì quà cái nào cũng quà thì mở ra thì ok, cái nào mình cũng vui hết á, chứ mình không có suy nghĩ nhiều, mình không có so sánh nhiều, nên mình nghĩ là tặng quà là rất là hợp lý. Đó là ở Brazil là sinh nhật không bao giờ tặng tiền, chỉ có tặng quà thôi. Đó. Và đây là một cái bàn kiểu như là truyền thống nha cả nhà. Đó. Dù là ở bữa tiệc hay là làm ở nhà thì thường là sẽ trang trí như thế này. Bánh sinh nhật, quà tặng khách mang về, hoặc là cái này hồi mình cũng cho, nếu mà cho cô giúp việc đồ mang về, hoặc là em chồng mình mang về luôn cả nhà. Đó, tức là cái bàn này nè, hồi là mình sẽ chia hết cho tất cả mọi người, chứ là không phải là trang trí xong hồi rồi người nhà ăn không nha. Ở đây là ví dụ như là mình đang ở buổi tiệc cũng vậy, tức là hồi cái này xong mình cũng sẽ chia đều hết cho khách luôn. Đó, mình chia đều bánh kẹo rồi quà này là mình cho mang về. Đó thì bên đây là ngược lại là đi sinh nhật á, nhiều đi sinh nhật là mình sẽ tặng quà lại cho khách mang về cả nhà, giống như là để cảm ơn là họ đã dành thời gian đến cái bữa tiệc á, nên là sinh nhật ở Brazil là luôn luôn có quà để cho khách mang về.
dù là sinh nhật em bé hay là sinh nhật người lớn hay sinh nhật người già thì cái cách làm nó đều là tương tự như thế này cả nhà. Thì đối với người Brazil á, cái sinh nhật 1 tuổi là cái sinh nhật rất là quan trọng, thường là sẽ đãi để mời khách. Còn sau đó là sinh nhật 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi thì có thể là mình tổ chức tiệc thì càng tốt. Thì khi mà sinh nhật là 2, 3, 4 tuổi gì đó, nói chung là sau này đó thì mình tổ chức tiệc thì tốt, còn không thì không sao hết, cứ làm bình thường ở nhà thôi. Hoặc là đôi khi là chỉ có mua bánh rồi đồ ngọt rồi ba mẹ với em bé thôi thì cũng là bình thường nha cả nhà. Đó thì tùy thôi, muốn làm sao cũng được, nhưng mà cái 1 tuổi thì là quan trọng, cái 1 tuổi nên mời khách rồi sau đó thì thoải mái. Deixa ela descansar agora. Deixa ela descansar. Mamãe vai liga. Ah, cái mặt Natalia bị mũi cắn cả nhà. Mamãe vai liga. Ah, để mẹ mở cho con hả? Đòi mở cái trái banh. Bé bé vậy. À mẹ mở cho đây nè, con nhấn vô cái nút này nè. Nó đá nè, sợ nó chạy tinh tinh tinh. Mẹ cũng muốn ăn pizza. Mẹ mới phải gì cho. Không biết nữa, nó chung ăn trước. Làm giờ đây nó ra, nó cũng ăn. Ăn nó mê đem. Ok. Mê. Mát. No, no, show her dress, her dress. No, no, dress. Natália, oi! Natália, oi! O rosto dela não tá aparecendo. É? 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 Vamos? Bota ela em pé, vê se ela fica. Vamos cantar parabéns, ó! Aqui, Natália, vamos cantar parabéns! Pai, de novo, né? Não, tira aí. Cadê a pau? Deixa eu chegar mais pra cá. Deixa eu chegar mais pra cá, pronto. Não, já comprei um app ali, mas tem dia pra nós. Cadê o Mineiro? Vai, Mineiro. Vai, Mineiro, filma aí, vamos. Vai, Mineiro. Go. Vai, Mineiro. Vai, Mineiro. Segura essa criança. Vai, Mineiro. Pega outro sapo aí. Ok, outro sapo aí. Bota aí ali. Ali, Natália. Parabéns pra você. Vamos lá. Parabéns pra nossa data querida. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns. Vem aqui, Natália, ó. É, pronto. Natália. Ela botar ali. Ela vai fazer assim. Vai botar todo mundo ali. Pronto. Vai fazer em cima da cara da nossa, vai, vai. Ela quer o sapinho. Parabéns para o sapo. Viva! Vamos cantar parabéns. Sapinho! Que mexa. Ó, sopa. Agora. Parabéns. Sopa. Assim, ó. Vai, Natália. Vai, Natália. Força. Sofra. Força. Sofra. Força. Sofra. Força. Sofra. Força. Força. Con ăn đi. Ừ, ăn đi bánh kem á. Ngon. Vamos cortar o bolo. Vamos cortar o bolo. Ăn. Ăn. Mẹ ăn mì. À mẹ cảm ơn con ăn đi.
Mẹ cảm ơn nha. Nó cho mình ăn cả nhà. Deixa ela comer, vai. Ela tá reclamando que você tá mexendo bem. Eu pensei que ela queria outro gato. Bota lá o bolinho no pratinho pra ela. Quer? Vem comer, vem. Bota um pratinho pra ela. Não, Natália. Não, não, Natália. Vamos tirar, vamos. Natália, calma. Natália, deixa a banana. Deixa a banana. Bolinha, vou botar. Paga a peça. Muita felicidade. Vamos cortar o bolo, vamos. Muito azul no dedo. Quebrou não agora, vovó. Quebrou não, filha. É pra tá cortando. Bây giờ các mẹ ăn này đây này, bánh này ngon lắm. Đây bánh này, ngon lắm. Mostra bolinho. Parabéns pra você. Parabéns pra você, filha, é? Parabéns pra você. Dá pro papai? Dá pro papai? Dá? Você dá pro papai? Parabéns pra você. Đó cả nhà, là bây giờ bắt đầu là cắt bánh là cho tất cả mọi người cùng ăn á. Nếu mà ở tiệc thì cũng vậy, là mình cũng sẽ cắt bánh cho tất cả mọi người cùng ăn nha cả nhà. Ai tham dự trong buổi tiệc là đều cắt bánh cho ăn hết. Dá pra vovó?